Xin chào mọi người, hôm nay tôi Trinh quay vườn hoa của ba tôi Trinh ở dưới quê. Xung quanh vườn hoa có thờ bà mẹ Phật Quan Âm. Đây là cây hoa bắc tiên màu hồng cam rất là đẹp. Hôm nay nó nở ra rất là đẹp. Đây là cây trầu bà, lá màu xanh cẩm thạch. Có cây hoa rau dừa, bông rất là đẹp. Cây này hoa sứ Noel. Đây là cái hoa giấy màu hồng. Đây là đặc biệt là cây khóm của ba chồng. Nó ra trái cũng được mấy tuần rồi nha. Mấy tuần rồi, hôm nay ra trái rất là đẹp. Trái nó rất là đẹp. Những cái lá nó rất là dài nhưng mà cắt lại cho nó gọn, cắt thường là cái lá nó dài ra trái nó ngộ lắm. Đặc biệt là nó khóm này là khóm kêu bằng khóm gì ta, khóm đương phụng. Ở đây có cây bắc tiên là quá là đẹp, ra bông. Cây bắc tiên này nó ra bông suốt quanh năm luôn, nó ra nó theo mùa, thay hoa theo mùa. Có một cặp khóm, cây khóm đây có chậu này có hai cây, nhưng mà đặc biệt là cây này thì cái trái nó rất là ngộ, nó có trời có thêm mấy cái trái con ở đây, 2, 3, 4, 5 trái con ở dưới cái cuốn đó. Rồi nó dài lên đây có khoảng 2 gang tay. Mà đặc biệt là ở trên này á, những cái cây cái đuôi nó cong gỗ quá. Ở đây cũng vậy, cái trái này nó ngộ nữa. Đặc biệt là nó có ở dưới thì nó có 2, 3, 4, nhưng mà ở trên đầu thì nó giống có hai cái sừng, mà cái sừng gì thì không ngộ sao. Người ta kêu là khóm kiểng mà cái tên là khóm đuôi phụng, nhưng mà bữa nay nó ra trái rất là ngộ. Quay phim để lại làm kỷ niệm của ba chồng và chia sẻ cho các bạn xem. Cây bắc tiên này rất là to. Còn cây củ Lan Huệ này rất là to, này cùng tay luôn, nó ra bông hết lần, có hai củ, củ này bự quá. Đây là cây hoa trang màu hồng, hồng phấn, hoa trang Nhật.
đặc biệt là trước đây có một chậu kiểng khóm rất là đẹp. Cái này nó mới lên được mà mấy tuần. Trình cho các bạn xem. Ở đây có cây hoa giấy cẩm thạch này, nó ngộ lắm. Một cây mà nó có hai loại lá, lá này nó lá màu vàng cẩm thạch, cùng một cây mà nó ra hai loại lá, lá cẩm thạch. Bông nó thì bông màu màu hồng, màu hồng rất là đẹp. Đây ghim những cái lá lưỡi hổ, hôm nay lên ra cái con. Còn những cây bông giấy này tôi trinh ghim nó xuống, hôm nay nó phát triển rất là tốt, nó ra hoa luôn. Cái hoa giấy này lên lá rất là tốt, tại vì ở dưới quê thì nó có sông nước phù sa tưới cây nó rất tốt, nó giống không có giống như ở trên nhà phố tưới cây thì nó có nước, nó tưới không có tốt bằng ở dưới quê. Trái tắc nó đang ra bông trái, mùa khô hạn. Cây này là cây hoàng a, hoàng quỳnh anh, cái hoa màu gà ra bông rất là đẹp. Ở đây có chậu cây hoa bắc tiên. Ở đây là cây sen. Trong cây sen, chậu sen này có cây lúa nó lên bông. Bông nó thành, nó đang ra hoa sữa, đang búp sữa bông lúa. Này là sen kiển mà chưa thấy bông. Đây, cây hoa giấy kiển rất là đẹp, ra bông quá trời luôn. Này tôi trinh hay chiết về trên sân thượng nhà phố trồng. Ra bông quá nhiều. Đây là cây hạnh trái tắc, nó đang ra hoa. Đây, cây hoa giấy bên đây mới bông nhiều.
hay với hoa giấy cẩm thạch. Đây là vườn hoa nhà Ba Tú Trinh trồng xung quanh hàng rào. Ở trong cây chay hoa giấy này có cây mãng cầu ta. Đây là hoa súng, hoa kiển. Có cây ớt này trái nhỏ mà ăn nó ngon, nó thơm. Đây hoa giấy cẩm thạch. Bà nội Thanh Phong đang đi dịch gác vậy mới làm kỷ niệm lại. Bà đang dịch gác ngoài đường á, lúc nữa là có xe hút gác qua. Đây là vườn nhà bà nội Thanh Phong đang nói với trong camera. Nhà hoa đẹp quá, có con bướm đang bay. Cái này ghim ghim vậy mở lên nó mai mốt tắt chứ. Này con bướm đẹp quá, đi quay con bướm quá đẹp quá luôn. Con bướm nó đang đi hút hoa. Cây này banh bông nó quanh, nó ra quanh năm. Cây này ra tốt sợ. Cây đó là cây hành chết tắt. Vậy là cây mấy cái cây lữ hổ lên cây có nhóc luôn. Quay lại làm kỷ niệm cho ông nội bà nội. Ông nội bà nội Thanh Phong. Đây là cây cốc đang ra bông. Đây là cây mai kiển. Như vẫn ra bông. Cây cốc, cốc kiển. Quay lại làm kỷ niệm cho ba cây kiển, hoa kiển. Đây có cây hoa sứ ra bông mới trời luôn. Ở phía dưới này là cây bóng tai. Đây có hoa bắc tiên nhỏ, nó có nhiều kiểu.